Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác 3 mẫu chép của NG Audio, hàng chính hãng, hàng cao cấp. Các bác xài 3 mẫu này về các bác dựng loa, thay thế thì đây là 3 mẫu chất lượng luôn các bác nhé. Tuyển chọn bên cửa hàng nhà em tuyển chọn 3 mẫu này để lên sóng video cho các bác. Xài 3 mẫu này thì chất lượng đi đôi với đồng tiền các bác nhé. Hàng rất là nét luôn. Chính hãng của New Zealand NG này. NG là một công ty loa rất là lâu năm ở bên Trung Quốc. Nên các bác xài cái dòng này thì yên tâm mà xài luôn. Chất lượng khỏi bàn luôn. Đấy, ở đây thì các bác có thể để ý này. Em mở tung nội thất của nó ra như thế này để giới thiệu kỹ cho các bác. Nhiều anh em bán hàng là không mổ nội thất xem côn với cả bên trong đâu. Nhưng bên cửa hàng nhà em thì lên sóng luôn cho các bác. Làm video một lần thôi. Mổ luôn cho xem. Hàng có như nào nhà em bạn nói như thế, không tâng bốc sản phẩm các bác nhá. Đấy, để đây em có hai mẫu chép neo này. Một mẫu chép từ thường này, mẫu này cho các bác về lắp gia đình này hoặc anh em sự kiện nào ấy mà dựng những dòng loa array thì sử dụng hai cái mẫu chép này thì gọi là không còn gì để nói luôn các bác nhá. Rất là VIP luôn. Đấy, bây giờ em đi vào em giới thiệu một mẫu đầu tiên nhá. Mẫu này là mẫu chép 450 neo NG này. Trên tay em đang cầm này. Con này có model là L4505 các bác nhá. Khi mua hàng các bác chú ý là đọc mã cho em là cái model này này. Hoặc các bác chụp ảnh lại màn hình gửi qua Zalo cho em. Con này công suất 100W trở kháng 8 ohm. Con này nắp nhôm quá nhá. Đây, con này là neo khối. Nó sẽ như thế này. Từ neo rất là dày luôn. Cầm rất là vừa tay các bác nhá. Đấy, chép 450 thôi. Con này 4 vít nhá, bản 4 lỗ bắt vít. Còn đây. Cọc chạm của nó cọc chạm đồng các bác nhá. Đây em mổ nội thất của con chép 450 ra đây này. Các bác nhìn này. Đấy, quay kỹ cho các bác xem nhé. Ở bên trong nó như thế này này các bác này. Bên trong của nó là cối nhôm các bác nhá. Đấy. Viền đồng này. Ok chưa các bác? Đây côn của nó đây. Đây cái côn bên trong này này các bác này. Côn bên trong nó là côn 44 các bác nhá, côn dây dẹt các bác nhá. Quá là xịn luôn. Đấy. Và chuyển sang bên này là chép 450 rồi thì em làm luôn. Làm luôn chép 750. Đây là chép 750 leo LG có model là N7505, 500W trở kháng 8 ohm. Của hàng chính hãng có khác. Đây. 4 lỗ bắt vít. Đây con chép 750 cũng thế các bác nhá. Chép 750 của nó em giới thiệu thêm cái mẫu chép 450 này. Em đo cái đường kính từ của nó này, từ mặt này sang mặt này này. Nó rơi vào 8,3 cm các bác nhá. Còn cái con chép 750 này của nó là rơi vào là 12,3 cm. Đấy con này. Con 750 này này. Cộng nhôm này. Cũng lõi kim loại các bác nhá. Viền đồng luôn này. Con này của nó côn 75 đó nhá. Côn 75 côn nó như thế này. Con này côn của nó côn dây dẹt luôn nhá. Chú ý cho em. Dùng dòng này thì tôi anh em sự kiện dùng dòng này rất bền luôn. Bao hay luôn. Còn đây là một mẫu chép con này con chép 450 từ thường các bác nhá. Cốc nhôm. Con này có cái model là HG440-8. 40W trở kháng 8 ohm. Cái nắp này chất chưa các bác nhỉ? Quá chất luôn. Còn con này em mổ nội thất bên trong này. Cái con từ thường này là từ 120 các bác nhá, nhưng mà từ nó rất dày. Con này côn 44. Côn 44 dây dẹt đây. Nhưng bên này con này lõi nhựa các bác nhá. Lõi nhựa này. Nó chung chép từ thường bên trong một lõi nhựa này. Viền đồng này. Bích 7 màu này. Con này côn 44 dây dẹt nhá, đây này. 44 côn 44 dây dẹt. Đấy. Để giới thiệu kỹ cho các bác ba cái mẫu chép này nhá. Nói chung ba mẫu chép này cho các bác xài, các bác lắp lên thùng thì rất là hợp lý này. Giá tiền cũng vừa thôi.
đến với bên cửa hàng nhà em nói luôn, hãy điện về bên cửa hàng nhà em thì giá bao toàn thị trường luôn, giá cực rẻ luôn các bác nhé. Không tội gì mua đắt thì hãy điện cho em, điện cho em để em báo giá trực tiếp cho các bác, giá cực rẻ luôn. Đấy, bên em thì đang xỉ số lượng 3 cái mẫu chép của NG chính hãng này. Hãy bốc máy điện cho em đi. Anh em thợ đặt số lượng 5-10 đôi, lẻ một đôi em cũng bán, giá tốt luôn. Cứ điện về là giá tốt. Em thì em bán hàng bằng thực tế, bán là mổ luôn nội thất chép cho xem, cho khỏi bàn cãi luôn các bác nhé. Hàng em giới thiệu trên video như nào các bác nhận hàng như thế. Thôi nha, em xin dừng video. Mua hàng điện cho em nhé, vào số điện thoại 5845 và 72 đây là hai số hotline nhà em. Các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Các bác cần thêm về thông số kỹ thuật của ba mẫu chép này có thể nhắn tin qua Zalo để em gửi cái bảng thông số thêm cho các bác xem. Thôi nha, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu và bán hàng, giới thiệu sản phẩm và bán hàng lần sau nhé. Em xin dừng video tại đây. Video mà hay các bác nhớ ấn like, bấm chia sẻ và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh nhé. Ở video phần 2 em sẽ test cho các bác nghe mẫu chép này, ba cái mẫu này. Bác nào theo dõi phần 2 ấn đăng ký kênh nhé.